này nha. Chín. Lên hàng cho cho cá rô khủng. Trời ơi lên hàng cá rô mày nha các bạn. Lên hàng nha, tụt phao vô cứng luôn. Chạy má đầu luôn rồi con ơi, khó sống rồi. Con cá rô đầu tiên mở hàng nha. Gió nữa. Gần sông cái sóng nó vỗ gầm ầm. Đây là bờ sông cái với chấp bên đây nè các anh em. Rồi mình sẽ gỡ và sẽ quay tiếp cho các anh em xem ha. Mở hàng. Lên hàng cá rô khủng. Trời ơi lên hàng cá rô mày nha các bạn. Lên hàng nha, tụt phao vô cứng luôn. Chạy má đầu luôn rồi con ơi, khó sống rồi. Con cá rô đầu tiên mở hàng nha. Gió nữa. Gần sông cái sóng nó vỗ gầm ầm. Đây là bờ sông cái với chấp bên đây nè các anh em. Rồi mình sẽ gỡ và sẽ quay tiếp cho các anh em xem ha. Mở hàng. Trời ơi sảy. À, nó sướng các bạn ơi. Trời ơi. Cá đằng lâu nha anh em ơi. Đằng lâu nha. Chín. Lên hàng cá rô khủng. Trời ơi lên hàng cá rô mày nha các bạn. Lên hàng nha, tụt phao vô cứng luôn. Chạy má đầu luôn rồi con ơi, khó sống rồi. Anh em nó có chấm đuôi, chấm đen ở đuôi, chấm đen ở mang ha. Mang chảy máu luôn, mũi luôn rồi. Đèn kịnh nè anh em ơi. Rồi được sẽ gỡ, sẽ quay tiếp tiếp cho anh em xem ha. Ui ui con nè. Ui nó móc mép trên. Chảy máu mũi. Ồ đèn kịnh gì mới đã nha. Có chấm đuôi đen, đuôi mang gì mới đã nè các bạn. Ôi ôi. Rồi, mình sẽ gỡ sẽ quay tiếp cho các bạn xem ha. Lên hàng. Tìm
ơi, chắc lát trời. Ơi thiệt là phê quá coi các bạn ơi. Rồi. Rồi được xe gỗ sẽ quay tới bóp mồi lại cho anh em xem ha. Thả xuống cho anh em xem ha. Cá này là con nhà mèo vàng. Chơi chơi chín. Cá chơi. U cá rô. Cá rô mời. Đơn hàng cá rô mời cho các bạn. Rô mời tiếp theo có được nha. Đó, nó rút lử luôn rồi, đang kình luôn rồi. Để cho nó ăn thịt ấy để giật nó sảy nó ủng rồi các bạn. Rồi ngồi cá rô rồi. Con này được hai con cá rô ngoài rồi. Không sao. Đó. Con này nhỏ hơn con đầu tiên nữa nha các bạn. Nhưng mà nhìn nó cũng rất là phê. Quay cho các bạn xem. Rồi để sẽ gỡ thôi, mình sẽ mới ngồi xuống quay tiếp cho anh em xem ha. Sao mà thôi. Nha các bạn. Sau đó vàng ính nó đang kịnh này. Rồi mình sẽ gỡ và sẽ quay tiếp cho các bạn xem ha. Chạy dài tới tới trong nó bên này dãy nó nhưng mà nước bên nó hơi cạn nha anh em ơi. Xe ra này ngoài này nhà hơi trống chứ bịch tí xíu nó được không giống gà đâu, nó hơi trắng tèn trắng què. Để quay cho anh em xem ha. Này vào có được nè. Rồi không có được cá sôi tí cho anh em xem ha. Cũng được, mình câu sau 2 tiếng đồng hồ được như vậy cũng được. Đó, cái lực khủng luôn à. Thì các bạn nói nhỏ thì sẽ nó quá khủng cả gan tay được không nha. Ôi, quá sướng. Thứ dạ không này. Đó, thứ dạ không này. Cái rô khủng luôn là cái rô ngoài đó. Rồi, ok.